chào các con chào mừng các con đến với video của lời giả 2 com hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải sách tiếng anh lớp 3. uniform với chủ đề our bodies cơ thể của chúng tớ lesson one hoạt động số 1. look listen and repeat yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh Là nghe và nhắc lại bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau nghe và các con nhớ sau mỗi câu chúng ta đều phải nhắc lại bằng tiếng anh nhé chúng ta cùng bắt đầu nghe nào unit four our bodies page twenty eight lesson one activity one look listen and repeat a let's play a game I've got now so is that i Let's play a game. Hãy chơi một trò chơi nào. Ok. Ok. Đồng ý. Bước B. B. What's this? Đó là các con nhắc lại rồi. Đúng rồi, rất chính xác. What's this? Đây là cái gì? It's a nose. Các con đừng quên nhắc lại nhé. Ok, rất tốt. It's a nose. Đó là cái mũi. Hoạt động số 2. Listen, point and say. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe, chỉ vào tranh và nói. Bức tranh A. A face. Một gương mặt. Bức tranh B. A hand. Ban tie Putching C, an ear, Motte tie Babuching D, an eye, Motcon Mat. Page twenty eight Lesson one Activity two Listen, point, and say A A face, B A hand. C. An ear. D. An eye. What's this? It's a face. Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 2. Bức tranh A. What's this? Đây là cái gì? It's a face. Đó là khuôn mặt. Bức tranh B. What's this? Đây là cái gì? It's a hand. Đó là bàn tay. Bức tranh C. What's this? Đây là cái gì? It's an ear. Đó là cái tai. Bức tranh D. What's this? Đây là cái gì? It's an eye. Đó là con mắt. Hoạt động số 3. Let's talk. Ở hoạt động này thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát vào bức tranh ở bên phải. Ở vị trí số 1 What's this? Đây là cái gì? It's an eye. Đó là con mắt. Ở vị trí số 2. What's this? Đây là cái gì? It's a nose. Đó là cái mũi. Ở vị trí số 3. What's this? Đây là cái gì? It's a hand. Đó là bàn tay. Ở vị trí số 4. What's this? Đây là cái gì? It's a face. Đó là khuôn mặt. Và ở vị trí số 5. What's this? Đây là cái gì? This is an ear. Đó là cái tai. Hoạt động số 4. Listen and take. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và đánh dấu tích vào mỗi đáp án mà mình cho là đúng nhất. Trước tiên chúng ta cùng nhau quan sát. Câu số 1. Bức tranh A. Đây là cái gì vậy nhỉ? À đúng rồi. Đó là một bàn tay. A hand. Bức tranh B. Hình ảnh trong tranh là một con mắt. An eye. Câu số 2, bức tranh A. Hình ảnh trong tranh là cái gì vậy nhỉ? Rồi rất chính xác, đó là cái tai. An ear. Và bức tranh B, a nose, cái mũi. Page 29. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. One. What's this? It's a hand. Two. What's this? It's an ear. Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 4. Câu số 1, đáp án đúng là A hay B đây nhỉ? is A. Đáp án đúng ở câu số 1 là đáp án A. Các con có biết lý do tại sao không? À đúng rồi. Một bạn nói what's this? Đây là cái gì? Và bạn còn lại trả lời is a hand. Đây là bàn tay. Câu số 2, đáp án đúng là A hay B đây nhỉ? Is A. Đáp án đúng ở câu số 2 là đáp án A. Tại sao vậy nhỉ? Rồi, rất chính xác. Một bạn nói, what's this? Đây là cái gì? Và bạn còn lại trả lời, it's an ear. Đây là cái tai. Hoạt động số 5, look, complete and read. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, hoàn thành và đọc. Câu số 1 tương ứng với bức tranh số 1. Hình ảnh trong tranh là cái gì vậy nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Đó là cái tai. Ngón tay đang chỉ gần cái tai. Chúng ta có câu hỏi, what's this? Đây là cái gì? Và câu trả lời là, it's an ear. Đây là cái tai. Câu số 2 tương ứng lũi tranh số 2, hình ảnh trong tranh là con mắt. Ngón tay đang chỉ gần con mắt. Chúng ta có câu hỏi, what's this? Đây là cái gì? It's an eye. Đây là con mắt. Câu số 3 tương ứng với bức tranh số 3. Chúng ta có hình ảnh cái gì đây nhỉ? Rồi rất chính xác, đó là hình một cái mũi, a nose. Chúng ta có ngón tay chỉ xa cái mũi ấy. Chúng ta có câu hỏi, What's that? Đó là cái gì? Và câu trả lời là It's a nose. Đó là cái mũi. Câu số 4 tương ứng với bức tranh số 4, chúng ta có hình ảnh một bàn tay và ngón tay đang chỉ sát bàn tay ấy chúng ta có câu hỏi what's that kia là cái gì is a hand đó là bàn tay và động số 6 là sing bài hát của chúng ta ngày hôm nay có tên là parts of the body chúng ta cùng bắt đầu nghe nào page 29 lesson 1 activity 6 Let's sing Parts of the Body. What's this? It's an eye. What's this? It's an ear. An eye and an ear. What's that? It's a face. What's that? A hand, a face, and a hand. OK, và chúng ta có ý nghĩa của bài hát này Parts of the body có nghĩa là những bộ phận trên cơ thể con người. What's this? Is an eye có nghĩa là đây là cái gì? Đây là mắt. What's this? Is an ear có nghĩa là đây là cái gì? Đây là tai. An eye and an ear. Mắt và tai. What's that? Is a face. Đó là cái gì? Đó là khuôn mặt. What's that? Is a hand. Đó là cái gì? Đó là bàn tay. A face and a hand. Khuôn mặt và bàn tay. Lesson 2. Hoạt động số 1. Look listen and repeat. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, lắng nghe và nhắc lại. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau nghe và các con nhớ sau mỗi câu chúng ta đều phải nhắc lại bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Page 30 Lesson 2 Activity 1 Look, listen and repeat. A. Touch your nose. Các con hãy nhắc lại nào. Rồi, chính xác. Touch your nose. Hãy chạm vào mũi của con nào. B. Open your mouth. các con nhắc lại rồi. Đúng rồi, rất tốt. Open your mouth. Quan hệ há miệng ra nào. Hoạt động số 2. Listen, point and say. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe, chỉ vào tranh và nói. Bức tranh A. Touch here. Chạm tóc. Bức tranh B. Touch chạm ears đôi tai. Bức tranh C. Open mở mouth miệng. pushing the open mouth eyes đôi mắt page 30 lesson 2 activity 2 listen point and say a touch hair b touch ears. C. Open. Mouth. D. Open. Eyes. Touch your hair. Open your mouth. Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 2. Bức tranh A. Touch your hair. Hãy chạm vào tóc của bạn. Bức tranh B touch your ears. Hãy chạm vào tai của bạn. Pushing C, open your mouth. Hãy mở miệng của bạn ra. Và bức tranh đi, open your eyes. Hãy mở mắt của bạn ra. Hoạt động số 3, là talk. Ở đây chúng ta có hai ví dụ và các con có thể dựa vào hai ví dụ này để thực hành cùng với bạn của mình nhé. Ví dụ đầu tiên, touch your hair. Hãy chạm vào tóc của bạn. Ví dụ thứ hai, open your mouth. Hãy há miệng ra. Hoạt động số 4. Listen and number. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và đánh số thích hợp vào mỗi bức tranh. Trước tiên chúng ta cùng nhau quan sát bức tranh A. Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì vậy nhỉ? À đúng rồi, bạn ấy đang chạm vào mũi của bạn. Như vậy chúng ta có câu touch your nose. Bức tranh bi. Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì vậy nhỉ? À đúng rồi, rất chính xác. Bạn ấy đang há miệng. Như vậy chúng ta có câu Open your mouth. Há miệng ra nào. Bức tranh si. Một bạn nhỏ đang mở rất to đôi mắt của mình. Như vậy chúng ta có câu Open your eyes. Mở mắt ra nào. Và bức tranh đi. Touch your hair. Hãy chạm vào tóc của bạn. Page thirty one. Lesson two. Activity four. Listen and number. One. Open your mouth. Two. Touch your hair. Three. Touch your nose. Four. Open your eyes. Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 4. Ở vị trí số 1 chúng ta có bức tranh B. Open your mouth. Há miệng ra nào. Ở vị trí số 2 chúng ta có bức tranh đi Touch your hair. Chạm vào tóc của bạn. Ở vị trí số 3 chúng ta có bức tranh A. Touch your nose. Chạm vào mũi của bạn. Và ở vị trí số 4 chúng ta có bức tranh C. Open your eyes. Mở mắt ra. Hoạt động số 5. Look, march and read. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát, nối và đọc. Và sau đây là đáp án của hoạt động số 5. Câu số 1. Touch. Chúng ta sẽ bị với EP. Touch your face. Hãy chạm vào khuôn mặt của bạn. Câu số 2, touch. Chúng ta sẽ nói với ý đi. Touch your ears. Hãy chạm vào tay của bạn. Câu số 3, open. Chúng ta sẽ nói với ý A. Open your eyes. Hãy mở mắt ra nào. Và câu số 4, chúng ta sẽ nói với ý C. Open your mouth. Hãy há miệng ra nào. Hoạt động số 6, let's play. Trò chơi của chúng ta ngày hôm nay có tên là Touch your hair. Cách chơi như sau. Một bạn sẽ đứng giữa và điều khiển trò chơi. Các bạn khác đứng xung quanh, nghe và làm theo lệnh. Ví dụ, bạn đứng giữa ra lệnh, chạm vào tóc. Touch your hair. Thì các bạn xung quanh sẽ chạm vào tóc của mình. Lesson 3. Hoạt động số 1. Listen and repeat. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và nhắc lại. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau nghe và các con chú ý nghe lại sau đó chúng ta nhắc lại nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Page 32 Lesson 3 Activity 1 Listen and repeat. Air Hair Touch your hair. Ear Ears Touch your ears. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau nhắc lại nào. Ear. Here. Touch your hair. Ear. Ears. Touch your ears. Hoạt động số 2. Listen and circle. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và khoanh tròn vào đáp án mà mình cho đúng nhất. page 32 lesson 3 activity 2 listen and circle 1 touch your ears 2 touch your hair Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 2. Câu số 1, đáp án là A, B hay C đây nhỉ? It's C. Đáp án đúng của câu số 1 là đáp án C. Chúng ta được câu hoàn chỉnh. Touch your ears. Chạm vào tay của bạn. Câu số 2, chúng ta có đáp án đúng là đáp án B. Touch your hair. Chạm vào tóc của bạn. Các con có ra đáp án giống như thế này không nhỉ? so 3. Let's chant. Page thirty two. Lesson three. Activity three. Let's chant. Ears. 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 Touch your ears touch your ears hair 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 touch your hair touch your hair Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau dịch bài hát Ears ears, ears. Đôi tai, đôi tai, đôi tai. Touch your ears. Chạm vào đôi tai của bạn. Touch your ears. Chạm vào đôi tai của bạn. Here, here, here. Mái tóc, mái tóc, mái tóc. Touch your hair. Chạm vào tóc của bạn. Touch your hair. Chạm vào tóc của bạn. Tiếp đến chúng ta cùng nhau chuyển sang hoạt động số 4. Read and march yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ đọc bài nội những ý thích hợp với nhau. Trước tiên chúng ta cùng nhau quan sát. Câu số 1, chúng ta có đoạn hội thoại. What's this? Đây là cái gì? It's a nose. Đây là cái mũi. Câu số 2, touch your ears. Hãy chạm vào tai của bạn. Câu số 3, touch your hair. Chạm vào tóc của bạn. Và câu số 4, open your mouth. Há miệng ra. Tiếp theo chúng ta cùng nhau quan sát bốn bức tranh ở cột bên phải. Bức tranh A, bạn nhỏ trong tranh đang làm gì các con có biết không? À đúng rồi, bạn ấy đang há miệng ra. Bức tranh B, bạn nhỏ trong tranh đang làm gì vậy nhỉ? Đúng rồi, chính xác, bạn ấy đang chạm vào tóc của mình. Bức tranh C, bạn nhỏ trong tranh đang chạm vào tay của bạn ấy. Và bức tranh D, chúng ta có hình ảnh cái mũi Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 4. Câu số 1. What's this? Đây là cái gì? It's a nose. Đây là cái mũi. Chúng ta sẽ nối với bức tranh đi là hình ảnh một cái mũi. Câu số 2. Touch your ears. Chạm vào tay của bạn. Chúng ta sẽ nối với bức tranh C. Hình ảnh một bạn nhỏ đã chạm vào tay của bạn ấy. Câu số 3. Touch your hair. Chạm vào tóc của bạn. Chúng ta sẽ nối với bức tranh B một bạn nhỏ đang chạm vào tóc của bạn ấy. Và câu số 4, open your mouth, mở miệng ra. Chúng ta sẽ nối với bức tranh A, một bạn nhỏ đang há rất to miệng của bạn ấy. Hoạt động số 5, let's write. Ở hoạt động này chúng ta cũng có bốn bức tranh tương ứng với bốn câu. Bức tranh số 1 tương ứng với câu số 1. Các con có nhận ra hình ảnh trong tranh là gì không nhỉ? Rồi rất chính xác, đó là hình ảnh cái bàn tay Bằng một ngón tay đang chỉ về bàn tay ấy, chúng ta có câu hỏi What's this? Đây là cái gì? Và câu trả lời Đây là bàn tay is a hand Bức tranh số 2 tương ứng với câu số 2 Chúng ta có hình ảnh con mắt Bằng ngón tay đang chỉ xa con mắt ấy Chúng ta có câu hỏi What's that? Kia là cái gì? Và chúng ta có câu trả lời is an eye Đó là con mắt Bức tranh số 3 tương ứng với câu số 3. Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì vậy nhỉ? Rồi, rất chính xác. Bạn ấy đang chạm vào mũi của mình. Chúng ta có câu Touch your nose chạm vào mũi của bạn. Bức tranh cuối cùng tương ứng với câu số 4. Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì vậy nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Bạn ấy đang há miệng. Như vậy, chúng ta có câu hoàn chỉnh. Open your mouth. Hãy há miệng ra nào. Hoạt động số 6. Project. Dự án. Dự án của chúng ta ở bài học này có tên là Parts of the Body. Có nghĩa là những bộ phận trên cơ thể. Ok, và bài học của cô đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe và hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau nhé. Tạm biệt.